Vâng, chúng ta tiếp tục nha. Thì trong cái phần tiếp theo này thì Phan Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một cái kỹ năng viết bài dựa trên một cái công thức rất là đơn giản. Trong marketing, người ta thường sử dụng một cái công thức có tên là công thức AIDA. AIDA, AIDA. Đây là một cái công thức rất là đơn giản và hầu hết những người làm content marketing, những người làm SEO web, những người mà phát triển ý tưởng đều có thể áp dụng được. Đấy, thế thì cái chữ AIDA này nó viết tắt của bốn chữ tiếng Anh. Chữ A đầu tiên có nghĩa là attention, tức là thu hút, gây sự chú ý, được chưa ạ? Vâng, chữ I là interest, tức là thu hút và gây đến cái sự quan tâm, sự thích thú của khách hàng. Và chữ D là desires, đó là tạo ra cái mong muốn, tạo ra cái khát khao để mua hàng. À, để quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ. Và chữ A cuối cùng, chữ A thứ hai đấy, đấy gọi là action, tức là thực hiện các hành động, cụ thể là cái chuyển đổi, các cái mua hàng. Đó, thì đây là cái bốn bước. Thì tôi sẽ hướng dẫn và phân tích cho các anh chị và các bạn cái cách để các anh chị và các bạn có thể viết được bài. Thì đầu tiên là cái bước mà gây sự chú ý, attention. Thế thì để làm sao mà cái bài viết của mình gây được sự chú ý, đúng không? Thế thì chắc chắn là đầu tiên ấy, là chúng ta phải quan tâm đến cái tiêu đề. Đấy, mình hay gọi là kỹ thuật giật tít đấy. Đấy, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng một cái ngôn từ đơn giản hơn, đấy là kỹ thuật viết tiêu đề. Đấy, thứ hai nữa là chúng ta sử dụng hình ảnh hoặc video minh họa, nó sẽ phù hợp với cái tiêu đề đó, và cái hình ảnh đó nó cũng phải bắt mắt, nó cũng phải màu sắc, nó cũng phải trẻ trung, nó cũng phải mới lạ thì người ta mới gây được sự chú ý, đúng không? Đấy, giống như là một cô gái đẹp đi ra ngoài đường thì mọi người rất là chú ý và muốn nhìn cô ấy, thì cái bài nội dung quảng cáo hay là cái bài viết bài đăng của chúng ta thì cũng cần phải gây được sự chú ý, bởi vì nguyên tắc là người ta phải nhìn thấy, sau đó người ta mới đọc, người ta đọc được người ta mới thấy hay, người ta quan tâm thì người ta mới hành động để người ta mua hàng đó. Đúng không? Thì các bước là như vậy. Vậy thì gây sự chú ý bằng cách viết tiêu đề như nào cho nó hay, đúng không? Thì ví dụ như là tiêu đề của chúng ta là hướng tới một nhóm khách hàng cụ thể. À, tiêu đề của chúng ta là sử dụng các yếu tố về thống kê, sử dụng các yếu tố là bên thứ ba đưa ra quan điểm, đúng không? Rồi thì sử dụng các cái yếu tố bí mật, bật mí các bí mật trong kinh doanh, hay là tiêu đề của chúng ta là những tiêu đề gây sốc, tiêu đề gây liên tưởng, tiêu đề đó là một lời bài hát, một cái từ khóa nóng. Ví dụ như là ca sĩ Đen Vâu, đúng không? Có một cái bài hát là đem tiền về cho mẹ, thì đây chính là một cái cụm từ khóa nó rất là nóng, nó rất là được nhiều bạn trẻ đem ra sử dụng. Thế thì mình cũng lại biến nó thành là ví dụ như là đem sim về cho mẹ, đúng không ạ? Hay là đem gói cước ABC về cho mẹ. Đấy, thí dụ như thế. À, cái cách mà chúng ta giật tít, cách mà chúng ta chơi chữ, chúng ta cũng có thể sử dụng một câu chuyện, một ý tưởng, một đoạn thơ, một đoạn văn để chúng ta gây ra sự thu hút, hay là chúng ta giật những cái câu khẩu hiệu, ví dụ như là trời ơi tin được không, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta bắt được những cái xu hướng mới, những cái hình ảnh mới. Thí dụ như là Hà Nội đang trong giai đoạn mà cái phần thời tiết nó hơi cực đoan một chút, đúng không? Thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái hình ảnh Hà Nội mùa này, chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến cái yếu tố về thời tiết, đúng không ạ? Đường phố thì ngập mênh mông, nhưng mà trong khi đó thì em vẫn phải đi bán sim. Những cái ví dụ, những cái cách mà chúng ta để mà chúng ta gây sự chú ý. Thì muốn gây được sự chú ý khi mà chúng ta đăng một cái bài đăng ở trên Facebook, đúng không? Hoặc là trên Zalo. Đấy, thì chúng ta cứ nhìn như thế này thôi. Chúng ta cứ nhìn chúng ta như này. Thì nó sẽ dừng lại ở những cái chỗ mà có thể có màu sắc hấp dẫn, xanh đỏ tím vàng, đúng không? Và nhận diện thương hiệu của mỗi phone. Đấy, hoặc là có những cái hình ảnh, có những cái video người ta muốn dừng lại để người ta xem. Đấy, có một cái gì đó nó cuốn hút. Đấy, người ta sẽ muốn dừng lại để người ta xem. Các bạn hiểu chưa ạ? Và những cái thông điệp rất là rõ ràng. Thí dụ như là có video nhưng mà lại chạy cáp trên cáp dưới, giật tít,
giá rất là rẻ vân vân. Thì là bắt đầu là chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta quan tâm, chúng ta lướt, bởi vì cái ngón tay của chúng ta lướt bây giờ rất là nhanh. Đấy, cho nên là muốn dừng lại thì chúng ta sẽ phải cái dùng cái màu sắc thu hút, chúng ta phải dùng những cái nội dung, những cái từ khóa rất là hot, rất là thu hút thì người ta mới dừng lại và người ta bấm vào, người ta xem một cái gì đó cụ thể. Vâng, và khi xem một cái gì đó cụ thể thì chúng ta mới có cơ hội để biến khách hàng trở nên quan tâm, đúng không? Thì cái bước số 2 là làm thế nào để chúng ta biết là họ quan tâm và có phù hợp với họ hay không. Thì ở cái bước này thì chúng ta phải tìm hiểu được nỗi đau của khách hàng, đúng không ạ? Sự sợ hãi của khách hàng, sự sung sướng, sự hạnh phúc, cái mong muốn, cái nhu cầu thực sự, để chúng ta sẽ viết những nội dung về sản phẩm, về dịch vụ phù hợp với cái nhu cầu, phù hợp với cái mong muốn, phù hợp với cái sở thích, đúng không ạ, của họ. Đấy. Thí dụ như là đối với các gói cước thì người ta cần nhất là tốc độ nhanh, dung lượng nhiều, đúng không? Xem phim không giật, chơi game không lag. Đó. Đấy, thế rồi thì ở đâu cũng có sóng. Đấy. Và sử dụng mọi lúc mọi nơi được. Và họ sợ nhất là gì? Những cái gói cước chưa dùng đã hết tiền rồi. Sợ là gì? Bị chạy ngầm, sợ bị gian lận về gói cước. Thì chúng ta chia sẻ rõ những cái điều mà không phải là như vậy, đúng không? Chúng ta cam kết, bởi vì chúng ta là một nhà mạng uy tín, đúng không? Chúng ta có công cụ, có phần mềm để đo lường, nên các bạn không sợ. Đấy. Thế thì bạn nói đúng chỗ ngứa, đúng không ạ? Bạn giúp khách hàng hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ và nói lên cái khát khao, cái mong muốn của họ thì họ sẽ lập tức là họ quan tâm và họ sẽ chuyển cái hướng là từ quan tâm sang mong muốn bằng cách nào? Họ muốn sở hữu sản phẩm. Vậy thì để dễ hơn, để nhanh hơn thì phần này bắt đầu mình lại đưa thêm các chương trình khuyến mại, mình đưa thêm các chương trình dùng thử để cho khách hàng có thể dùng thử sản phẩm của chúng ta, để khách hàng có thể yên tâm bắt đầu vào cái việc mà chúng ta tư vấn bán hàng, và họ sẽ gọi cho chúng ta: ôi chị ơi, anh ơi, em muốn mua cái sản phẩm này, em muốn mua cái dịch vụ kia vì em thấy nó rất là phù hợp với em và cái thao tác mọi thứ rất là đơn giản. Đấy. Và chúng ta chia bước ra như thế thôi, nhưng thậm chí đối với một khách hàng có khi chỉ diễn ra trong vài phút. Đấy. Bởi vì là rõ ràng là cái nhu cầu về gói cước, nhu cầu về SIM số là nhu cầu có thật, đúng không? Đấy. Và họ sẽ phải liên hệ với chúng ta. Rồi, thế thì đầu tiên là chúng ta giật tít và chọn hình ảnh để làm sao để họ gây sự chú ý đã. Gây được rồi thì bắt đầu viết nội dung, đánh vào nỗi đau, đúng không ạ? Đe dọa, sợ hãi, đúng không ạ? Gãi vào đúng chỗ ngứa, làm cho người ta thích, nói lên giá trị, nói lên lợi ích, nói lên giải pháp nha. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta bán hàng bằng bằng cách là chúng ta sẽ bán giá trị, bán lợi ích, bán giải pháp, và chúng ta kết nối cảm xúc với khách hàng. Chứ còn chúng ta không bán một sản phẩm cụ thể, một dịch vụ cụ thể nhá. Thì chúng ta sẽ tạo được cái sự quan tâm và cao hơn nữa là cái sự khát khao, cái sự mong muốn mua hàng, đúng không ạ? Và cuối cùng là lời kêu gọi hành động, đúng không? Vậy thì bạn muốn đổi gói cước, bạn muốn nâng gói cước thì hãy gọi cho tôi theo hotline này, hãy nhắn cho tôi để tôi sẽ liên hệ, tôi tư vấn lại cho bạn, hoặc là bạn có thể soạn cú pháp đấy, gói cước gì đó gửi cho số điện thoại nào đó hoặc là một cái đầu số nào đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể làm cho khách hàng bán hàng, mua hàng một cách tự động như thế. Thế sau khi như vậy thì chúng ta bắt đầu gửi các tin nhắn chăm sóc, chúc mừng bạn này, rồi thì gói cước thế này thế kia rồi vân vân. Thế sau đó thì chúng ta sẽ xem cái data của khách hàng nó sẽ có tốt không, chúng ta có thể nâng cấp các gói, hoặc là chúng ta có thể là nhắn tin chăm sóc sale để bán thêm những cái sản phẩm và dịch vụ khác cho những khách hàng khác trong gia đình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp của họ, và chúng ta có thể bán thêm các dịch vụ khác cho chính các khách hàng đó, đúng không? Thì đây là một cái mô hình đơn giản và chúng ta viết ra theo bốn cái bước là vậy: thu hút bằng cách nào, làm thế nào để họ quan tâm, làm thế nào để họ khát khao và làm thế nào để hành động. Thì chúng ta viết 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 như vậy, kết hợp với việc là chúng ta sử dụng ngôn từ
đúng ạ, đơn giản, dễ hiểu, mạnh mẽ, đúng ạ. Trong cách sử dụng ngôn từ là chúng ta sử dụng các tính từ mạnh, các tính từ so sánh, các tính từ ẩn dụ. Đấy, và sử dụng nhiều phép so sánh vào. Tại sao nhạc của Đen Vâu nó hay là bởi vì thường sử dụng những cách so sánh rất thú vị, đúng không? Đấy. Ví dụ như là cái cách so sánh của Đen Vâu nó không bình thường một chút nào. Đấy, cho nên là khi người ta xem nghe cái đoạn nhạc, người ta cảm thấy rất là ấn tượng, đúng không? Đấy. Như con cuốn chiếu anh có rất nhiều chân thật. Thế thì con cuốn chiếu thì nó có nhiều chân, đúng không? Đấy, thế ví dụ như vậy. Và nhưng mà cái cách người ta chơi chữ, cách người ta chơi chữ, người ta tạo ra cái cảm xúc trên ngôn từ rất là hay. Dùng những cái từ phép so sánh, phép ẩn dụ, và so sánh càng lạ càng tốt. Sử dụng các cái tính từ mạnh, các cái tính từ kèm với các cú pháp so sánh ẩn dụ. Động từ cũng như vậy, sử dụng các động từ rất mạnh thì chúng ta sẽ thu hút được về mặt ngôn từ. Đấy, chúng ta có thể là sử dụng những cái cách người ta gọi là thôi miên bằng ngôn từ, đúng không ạ? Thuyết phục bán hàng bằng ngôn từ, bằng lời chúng ta viết, bằng video chúng ta thuyết phục khách hàng như thế này. Chúng ta cũng có thể làm những cái video chúng ta tự quay, dùng điện thoại chúng ta tự quay, hoặc sản xuất TikTok, sản xuất YouTube, hoặc là sản xuất những cái video như này chúng ta đưa lên trên các kênh của chúng ta. Rất là dễ, đúng không? TikTok nói về mobifone, TikTok nói về gói cước, rất là ok. Tiếp cận được cái nhóm khách hàng rất trẻ tuổi. Và sau đó thì đưa cho họ những cái giải pháp để họ khi họ có nhu cầu mua là họ sẽ tự đăng ký, họ tự hành động một cách dễ dàng nhất có thể, và đằng nào cũng phải mua thì mua đi. Đấy. Và chúng ta kết hợp với việc sử dụng hình ảnh, kết hợp với sử dụng video. Video thì phải có ý tưởng, video phải có kịch bản, video phải có âm nhạc, có vui vẻ, giải trí hài hước một chút. Chứ còn nếu mà video nghiêm túc quá thì người ta cũng không xem đâu. Ok chưa? Rồi. Thế thì cái đấy là tôi hướng dẫn cho các bạn cái mô hình AIDA trong cái việc mà chúng ta phát triển nội dung. Và các bạn có thể là học thêm những cái công thức khác, và các bạn có thể phải nạp nhiều những cái kiến thức, những cái ngôn từ vào, bởi vì khi mình viết ra, khi mình làm video, làm hình ảnh, tức là mình đang xả ra các ý tưởng, mà muốn xả được thì chúng ta phải nạp. Nạp tức là chúng ta phải đọc sách, đọc báo, đọc nghe nhạc, chúng ta phải lướt mạng để chúng ta copy, hình thành, học hỏi những ý tưởng, và chúng ta sao chép nó đưa vào trong đầu của chúng ta, để ngay lập tức là chúng ta có thể tạo ra được những cái nội dung đoạn ngắn ngắn như thế này, những hình ảnh rất là nhanh chóng chúng ta đưa lên trên các nền tảng của chúng ta, từ bài viết đến hình ảnh đến video, và sau đó thì chúng ta sẽ tăng được cái lượng khách hàng đáng kể. Vâng, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào.